Sắc sẽ được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Anh Trai Say Hi. Khán giả rất bất ngờ khi Isaac tham gia Anh Trai Say Hi. Vậy điều gì đã khiến bạn quyết định tham gia? Sau khi gặp gỡ ban tổ chức của chương trình, nhà sản xuất thì Isaac cảm thấy là đây sẽ là một trong những cái chương trình mà có một cái sứ mệnh là sẽ đem đến những cái món ăn tinh thần về âm nhạc cho quý vị khán giả. Và cũng thật sự rất là lâu rồi chúng ta vẫn chưa có những cái sản phẩm âm nhạc về nhóm để đem cho mọi người trong những năm gần đây. Cho nên Isaac nghĩ rằng là thôi thì xem như là mình sẽ tham gia cùng với tất cả những người anh em trong Anh Trai Say Hi. Đích chính đến chính là đem đến những màn trình diễn, những bài hát thật là năng lượng, thật là hay, thật là mới mẻ đến với tất cả mọi người. Đến với chương trình, bạn đã đề ra những kỳ vọng gì đối với bản thân, mong muốn thay đổi, nâng cấp điều gì nhất? Kỳ vọng lớn nhất thì Isaac không dành cho Isaac đâu, bởi vì thật ra là như cũng mọi người cũng đã biết, Isaac cũng đã may mắn có được cơ hội đến gần gũi hơn nhiều khán giả rất là nhiều rồi, thông qua rất là nhiều chương trình âm nhạc rồi show thực tế, phim ảnh được rồi. Cho Isaac nghĩ là mình sẽ không quá nhiều hy vọng cho bản thân. Isaac cũng biết rằng là khán giả sẽ có rất là nhiều kỳ vọng và cái sự mới mẻ của Isaac, mà Isaac chắc chắn là sẽ có rất là nhiều sự mới mẻ khi cùng bạn đồng nghiệp của mình. Khi mọi người xem chương trình, mọi người thấy 30 anh trai thế nào thì đó là những cái điều mà Isaac nghĩ rằng là Isaac chỉ cần cố gắng làm tốt nhất. Mà điều mà Isaac hy vọng lớn nhất đó chính là làm sao mà Anh Trai Say Hi thành công và đem đến thật là nhiều những món ăn tinh thần đến cho tất cả mọi người. Bởi vì Isaac biết rằng là trong những năm vừa qua mọi người cũng đã được xem rất là nhiều rồi, show thực tế, phim ảnh, âm nhạc, tất cả mọi thứ, thì Isaac nghĩ rằng là Anh Trai Say Hi sẽ là một món ăn tinh thần cực kỳ mới và cực kỳ nhiệt huyết và năng lượng dành cho tất cả mọi người. Isaac luôn là người thân thiện và nhẹ nhàng, nhưng nếu phải bật bút chiến trong chương trình thì sẽ thay đổi như thế nào? Tới cái giờ phỏng vấn này thì mọi người cũng biết là Isaac đã trải qua rất là nhiều những cái cuộc chiến rồi. Có nghĩa là mình không có muốn chiến nhưng mà tình thế bắt buộc mình phải chiến. Có những cái lựa chọn thì Isaac bắt buộc mình phải đưa ra và mình không thể tránh khỏi được. Cảm thấy rằng là khi mà mình đưa ra những quyết định như vậy thì cũng rất là thương những anh em của mình. Nhưng mà bây giờ chương trình không cho đường lui, có nghĩa là bắt buộc là phải đưa ra những quyết định. Và thường những quyết định đó là sẽ mang cái tính chất tạo nên cái sự sôi động cũng như là cái sự thi đấu của các anh trai cùng với nhau. Một người chơi thì chắc chắn nó sẽ phải có những cái sự kịch tính như vậy, thú vị cho với khán giả. Cho nên là hy vọng mọi người sẽ yêu thích Anh Trai Say Hi và hãy xem những cái sự đối đầu với nhau như vậy là những món ăn tinh thần. Dùng một từ để miêu tả Isaac lúc bật bút chiến. Bình thản. Tại vì thực ra là Isaac không phải chiến một cách cố tình, mà Isaac chỉ đưa ra những quyết định mà mình phải đưa ra thôi. Bởi vì toàn là những anh em của mình thôi. Mục đích chính của Isaac khi đến chương trình là cùng với tất cả những anh em của mình, cùng với những kinh nghiệm mình có được, tạo nên những cái bài hát, những tiết mục hay nhất có thể. Đôi khi là học hỏi lại từ các bạn trẻ nữa. Cuộc chiến nó đến một cách bất đắc dĩ và Isaac phải chiến đấu. Đã nổi tiếng như vậy rồi, khi đến tham gia chương trình, Isaac có áp lực về sự kỳ vọng của khán giả không? Thật ra Isaac chưa bao giờ nghĩ là mình đã quá nổi tiếng. Và thực sự là mình phải nổi tiếng như thế nào đó mà lại có những cái suy nghĩ gọi là nó khác biệt. Isaac xác định nhé, Anh Trai Say Hi sẽ là một cái chương trình ca nhạc. Isaac sẽ phải kết hợp với rất là nhiều những người bạn đồng nghiệp của mình để tạo ra một tiết mục biểu diễn nhóm nhạc hay nhất cho chương trình. Đó là mindset của Isaac. Còn việc rằng là nếu tuần đó tiết mục của mình hay thì được khán giả đón nhận thì quá vui rồi, mà ngày hôm đó tiết mục của mình nó chưa đạt đủ kỳ vọng khán giả thì thực ra là Isaac nghĩ mình sẽ phải cố lên rất là nhiều. Tại vì một trong những cái nguyên tắc khi làm việc nhóm đó chính là chúng ta sẽ không có thể kiểm soát được tất cả những yếu tố, bởi vì có rất là nhiều thành viên và bản thân một mình cố gắng cũng không phải là một điều chắc chắn. Điều quan trọng phải vực dậy tinh thần của tất cả mọi người và cùng nhau thể hiện. Bởi vì đôi khi Isaac cũng mắc lỗi, mà tất cả mọi người sẽ mắc lỗi. Đó chính là cái tinh thần của Anh Trai Say Hi, không ngại mắc lỗi và không sợ gì hết. Chỉ cần đem đến những gì đó mới nhất, tinh thần tuyệt vời nhất dành cho mọi người trong chương trình lần này. Đó là cái điều mà Isaac mong muốn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh Trai Isaac sẽ đem đến những điều tuyệt vời nhất đến với Anh Trai Say Hi năm 2024 này nhé. Mọi người hãy đón xem nhé. Bye bye. Anh Trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.